Cho Học viện Quốc tế Đào tạo Công nghệ Thông tin NIT ICT Hà Nội. Rất cảm ơn anh đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn trong chuyên mục bài viết về cựu học sinh của Học viện. Sau đây em xin phép được phỏng vấn anh một vài câu hỏi ạ. Đầu tiên anh có thể giới thiệu về bản thân và công việc hiện tại của anh được không ạ? Anh xin tự giới thiệu, anh là Tuấn. Công việc hiện tại của anh là quản lý dự án và quản lý team công ty Net Frontier có chi nhánh ở Việt Nam. Dạ vâng, công tác trong môi trường của một công ty Nhật Bản thì anh có gặp khó khăn khi tham gia ứng tuyển vào công ty không? Với những kiến thức và kỹ năng có được sau khi tốt nghiệp tại NIT ICT Hà Nội thì có đảm bảo được yêu cầu khi anh tham gia dự tuyển được không ạ? Thực ra thì khi mà bắt đầu gia nhập vào công ty, khi mà mình vừa tốt nghiệp NIT thì lúc đấy là mình phỏng vấn năm 2011. Khi đó thì ở công ty thì có vòng, thứ nhất là vòng test IQ, test là các cái bài các câu IQ bằng tiếng Anh ấy. Sau đó thì trả lời các câu hỏi đó, rồi rất là dài, rất là nhiều, mấy trang. Sau đó thì pass được qua vòng đấy thì bắt đầu đến các anh kỹ thuật phỏng vấn, thì là phỏng vấn mình về kỹ thuật. Thì phỏng vấn mình về kỹ thuật thì nói chung là trong cái quá trình mà mình học NIT thì mình đã làm một số dự án ở ngoài rồi, thế nên là cũng không có vấn đề gì, thì cũng trả lời được các câu hỏi đó, nên là sau đó thì mình được vào cái vòng tiếp theo là các sếp cao hơn, trong đó có cả sếp người Nhật. Thì lúc đấy mình trả lời phỏng vấn các sếp bằng tiếng Anh, thì cũng như là trong lúc học thì mình cũng có học tiếng Anh và có tham gia đi làm thêm ở một số khách sạn, thì cũng cái nâng cao cái khả năng trao đổi tiếng Anh. Thì khi mà phỏng vấn với các sếp thì sau đó thì mình được nhận vào làm. Thì khó khăn nào, với những kiến thức mà đã học NIT thì gần như là nó đã cover hết tất cả những cái nội dung mà mình trong công việc mình cần đến. Thực ra là nó chỉ là nó là những cái mà tiền đề để mình dựa vào đó để mình tìm hiểu sâu thêm. Chứ còn nếu mà chỉ có những cái đó mà mình không tìm hiểu sâu thêm thì chắc chắn nó sẽ không đủ. Nhưng mà đó là những thứ mà các thầy và cũng như là các ở trong sách NIT đã định hướng cho chúng ta, và nó hoàn toàn có thể là đáp ứng được nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu thêm những cái hướng mà chúng ta định đi. Ví dụ như là nếu mà khi mà mình apply vào cái vị trí là lập trình viên PHP chẳng hạn, thì đương nhiên là mình sẽ phải học thêm về PHP, hay là mình muốn vào .NET hay là Java đấy, thì là mình sẽ phải tìm hiểu sâu hơn về nó. Dạ vâng. Để phát triển tốt hơn trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài, theo anh cần bổ sung những kỹ năng hay kiến thức nào ngoài việc học ở trường ạ? Ở công ty nước ngoài nói chung, ở công ty Nhật nói riêng, thì ngoài cái kiến thức về chuyên ngành ra thì cái kỹ năng mềm là cực kỳ quan trọng. Theo anh thì cái kỹ năng mềm đấy các bạn khi mà hầu hết các bạn sinh viên khi ra trường là chưa có. Và các bạn, cái điều duy nhất các bạn có thể làm đấy là chịu khó khi mà mới bắt đầu. Thì chỉ có chịu khó thì các bạn sẽ dần dần sẽ trau dồi được các cái kỹ năng mềm. Và đặc biệt là ngoại ngữ. Ngoại ngữ như hiện tại bây giờ thì mình thấy là ngoại ngữ của các bạn là khá là kém. Thì ngoại ngữ sẽ giúp các bạn, thứ nhất là tìm hiểu được tài liệu, các bạn có thể đọc hiểu được các tài liệu và tiếp cận được với công nghệ mới nhất. Và bây giờ thì nó không như ngày xưa mình học. Bây giờ các cái tài liệu cũng như là các cái học những cái nội dung mà ở trên mạng với các cái video tutorial bằng tiếng Anh rất rất phổ biến và nó cực kỳ rất chất lượng. Những cái đó nếu như các bạn có trình độ tiếng Anh, các bạn có thể hiểu được, thì thực sự là để mà các bạn tìm hiểu sâu về một cái công nghệ gì đó nó rất là dễ dàng. Điều mà anh nhớ nhất khi còn học tại NIT ICT Hà Nội, anh có muốn gửi tới nhà trường và thầy cô điều gì không ạ? Về NIT ICT thì mình cũng có rất nhiều kỷ niệm cùng với các thầy cô và bạn bè. Thì
Ví dụ như là những buổi đi uống trà đá với cả thầy Lâm chẳng hạn, hoặc là những buổi bảo vệ cùng với thầy Ngọc Anh, thì hoặc là những có lần thì NIT có tổ chức đi Tam Đảo thì cũng như là những kỷ niệm rất là vui. Và cũng rất là cảm ơn các thầy cô ở trong NIT đã định hướng và dìu dắt cho anh, cũng như là các sinh viên của NIT đã có thể tốt nghiệp được và ra trường có công việc. Đối với các thế hệ học viên đang theo học tại NIT ICT Hà Nội, anh có những góp ý chia sẻ kinh nghiệm gì từ bản thân mình ạ? Có với các bạn bây giờ thì cái kinh nghiệm của mình đấy là các bạn phải chịu khó. Ra không có gì là khó cả. Nếu như các bạn có đam mê, thực ra cái này thì thực sự là các bạn phải đam mê. Mình cũng đã truyền cái cảm hứng đấy đến cho một số bạn, và mình cũng giới thiệu một số bạn vào học NIT. Thì khi mà các bạn cảm thấy mà khó khăn đấy, thì có thể là bây giờ thì nó rất là nhiều cái để tham khảo, nhưng là có thể mình sẽ cố gắng tìm cho mình một cái hướng mà mình ưa thích và mình sẽ theo đuổi. Nếu như bạn theo đuổi những thứ mà bạn cảm giác như là bạn không thấy thích thích lắm, thì cái việc mà bạn bỏ cuộc sớm thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Thế nên là kiên trì và chịu khó học hỏi, đấy là hai cái kỹ năng cực kỳ quan trọng để các bạn có thể thành công. Và cứ cứ từ từ, từng bước thì năm thứ nhất, năm thứ hai, đến năm thứ ba thì các bạn sẽ trở thành senior, có thể là lên manager, leader. Đó là cái điều trong tầm tay. Không cần là bạn phải học ở trường nào, đại học nào, quan trọng là bạn phải tự học như thế nào. Dạ vâng. Thay mặt Học viện Quốc tế Đào tạo Công nghệ Thông tin NIT ICT Hà Nội thì em xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin chúc anh cùng với công ty thì ngày càng phát triển vững mạnh hơn trong tương lai ạ. Ok, cảm ơn em.